kiếp nạn của Yosati, rapper nổi tiếng thì về nhà cũng làm trò đùa cho con gái mà thôi, gương mặt ba phần bất lực, bảy phần cam chịu của Yosati khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười, ngoài vị trí ban giám khảo quyền lực ở rap Việt, hỗ trợ làm nhạc cho ba phần tư tin hay là đàn anh được nhiều em út tin tưởng trong làng rap thì Yosati còn là bố của hai em bé Kishi Anchi và Mino Anh Và giống như bao người bố khác, rapper nổi tiếng này cũng có những khoảnh khắc khó đỡ nhưng không kém phần dễ thương cùng các con. Mới đây, Trâm Anh, bà xã Yosati đã đăng tải một clip của năm rapper và con gái. Trong clip, do Sati trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, phải cống hiến gương mặt của mình cho niềm đam mê dán sticker của con gái. Anh cũng cố thuyết phục Kishi đừng dán nữa nhưng vẫn ngồi im chịu trận, chứng tỏ sự cưng chiều con gái hết mực, chứng kiến cảnh tượng này, trăm anh cũng cười thích thú. Thậm chí cô còn đề nghị chồng nhìn vào camera để mình ghi lại và cảm thán. rapper thì về nhà cũng chỉ làm trò đùa cho con gái mà thôi, ngay sau khi được đăng tải, nhiều người đã để lại nhiều bình luận trêu đùa trước biểu cảm của Yosati. Có người đòi tung nón vàng để giải cứu rapper này. Một số ý kiến từ cư dân mạng, thế mà anh bảo là Ekapa trông không dễ dàng lắm nhỉ gương mặt không hề cưỡng ép rất tự nguyện luôn giải cứu anh tuấn với mọi người ơi kiếp nạn của josati không có hồi kết